Build một thùng máy kèm màn hình 27 inch 2K trong kinh phí dưới 38 triệu. Clip quay dựng với mục đích đề xuất cấu hình mà mọi người tham khảo để chọn lựa linh kiện lên dàn cho bộ PC vừa kinh tế vừa hợp gu và linh kiện hoàn toàn new mới bảo hành chính hãng. Nên anh chị vui lòng thả thêm cho em để lần sau mình lại gặp nhau. Linh kiện ráp máy lên dàn là chip Intel i5 14600K đi cùng tản khí giải nhiệt chỉ 790 cành, thiết kế thông minh không cứng RAM, đế tản gồm 7 ống đồng tản nhiệt, kích thước mỗi ống 6mm cùng hai tháp tản nhiệt với hai quạt 12cm đi kèm có LED, vừa hợp mắt với mẫu thùng case có sẵn 6 fan. Em điểu sơ qua linh kiện còn lại, mainboard lên dàn là MSI B760M Gaming Plus Wi-Fi, main tích hợp Wi-Fi Bluetooth, 32GB DDR5 bus 6000 cách 36, ổ cứng hai loại, một ổ SSD 1T Gen 4 tốc độ đọc ghi tuần tự lên tới 7000 MB/s và tốc độ ghi là 6000 MB/s, giúp cải thiện hiệu suất máy tính, tối ưu thời gian tải phần mềm và chuyển dữ liệu. Tiếp theo là ổ HDD dung lượng 2T, Vega lên dàn với 16GB RAM 4060 Ti đến từ nhà Yotac, nguồn lên cấu hình MWE 750W, thùng máy MSI 120A, mẫu case to rộng có sẵn 6 fan có LED theo thùng, màn hình 2K 27 inch Infinity E2723Q, tần số quét 75Hz, giá chỉ hơn 3 triệu xíu xíu, vừa làm việc vừa chơi game xem phim giải trí, giá thành hợp túi quá chừng. Thùng máy hoàn thiện, tác vụ đa nhiệm chỉnh sửa ảnh, edit quay dựng clip bán hàng, render video, xử lý mượt mọi hiệu ứng cáp kết cùng các phần mềm đồ họa.